Tôi tên thật là Trần Ngọc Vân, sĩ trưởng ở Thái Bình. Và cho đến năm 1954 thì chúng tôi vào Nam. Và lúc bây giờ thì chúng tôi bắt đầu vừa đi học mà vừa phải đi làm để mà lo cho một gia đình vừa mới di cư từ ngoài Bắc vào Nam. Thì trong khi cùng vừa đi học và đi làm như vậy thì chúng tôi có tham gia vào nhiều những cái sinh hoạt vào cái thời năm 1954. Bởi vì đấy là một cái biến động rất là lớn cho quê hương chúng ta, đất nước bị chia đôi và một cái miền Nam tan hoang, một cái miền Nam mà người Pháp lúc bây giờ vẫn còn muốn trở lại để mà độc chiếm cái vai trò lãnh đạo của mình. Rồi thì miền Nam lúc bây giờ lại chia năm xẻ bảy, nó giống như một cái thứ thập nhị sứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh vậy. Thành ra đối với lại Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đã được quốc trưởng Bảo Đại tín nhiệm để vào cái vai trò thủ tướng về để mà lãnh đạo một nửa đất nước. Thật ra thì thủ tướng Bảo Đại hồi đó thì cũng đã từng mời cụ Ngô Đình Diệm nhiều lần, nhưng mà những điều kiện đưa ra thì cụ đều không chấp nhận. Và cho đến năm 1954, trước một cái hoàn cảnh rất là bi đát đó, tuy vậy nhưng mà ông Ngô Đình Diệm vẫn đòi hỏi cho bằng được hai điều kiện quan trọng, đó là phải toàn quyền vấn đề ngoại giao cũng như về nội trị, và quốc trưởng Bảo Đại đã phải đồng ý. Và khi ông về vào ngày 7 tháng 7 năm 1954 thì ông bắt đầu phải đối đầu với một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Đó là 1 triệu người Bắc di cư vào miền Nam. Tôi cần nói qua cái bối cảnh đó để tôi phải sống trong một cái sinh hoạt mà đi với một cái đại gia đình có bố mẹ, 7-8 anh chị em. Thì tôi là người thứ hai, người con trai thứ hai trong gia đình. Thành ra tuy lúc bây giờ tôi 22 tuổi nhưng mà cũng bắt đầu phải chỉ có thể học vào những cái thời gian thuận tiện hoặc ban đêm, còn thì ban ngày thì vẫn phải tham gia vào những cái công việc bình thường để mà giữ cái sinh kế cho gia đình ở Sài Gòn lúc bây giờ. Thế thì sau một thời gian dài thì chúng tôi sau khi mà đã hoàn tất mọi chuyện riêng của mình về nhiều mặt thì chúng tôi cũng bắt đầu đi vào những cái hoạt động. Và cái căn bản của chúng tôi lúc bây giờ là với cái ý thích của một cái người mà làm văn làm báo, thành ra chúng tôi vào làm Đài Phát thanh Sài Gòn với tư cách một bình luận gia của Đài Phát thanh Sài Gòn, và đã phụ trách ba cái mảng khá lớn của đài lúc bây giờ là phòng bình luận, phòng giáo dục đại chúng và phòng kiến thức phổ thông. Để từ đó chúng tôi kiếm những anh em mà có thể viết, có thể đóng góp vào những cái chương trình khác nhau của Đài Phát thanh. Và cùng một lúc đó thì chúng tôi ban đầu thì đi dạy tối, nhưng mà sau này thì vì cái công việc nó cũng đã được bắt đầu đâu vào đó rồi thì chúng tôi vẫn vừa làm vừa đi dạy học. Và chúng tôi đã từng dạy một số các trường tư lớn ở Sài Gòn như là trường Hưng Đạo, trường Nguyễn Bát Tằng, trường Tabes ở đường Nguyễn Du đó. Thế thì trong 3 trường đó là vì chúng tôi không có muốn giữ nhiều một lúc như vậy là để cho cái việc làm của mình nó vững chắc và mình có thể chủ động trong cái việc mà muốn tiếp tục hay không. Do đó chúng tôi chỉ giữ mỗi 1 trường như vậy độ vài 3 lớp thôi. Chúng tôi dạy quốc văn và bắt đầu thì chúng tôi viết những cái sách giáo khoa. Nhưng mà đồng thời khi làm Đài Phát thanh lúc bây giờ, người bạn thân của chúng tôi ngày hôm nay đang cùng chúng tôi dân cái tủ sách Tiếng Quê Hương cũng là cái người cùng làm việc với chúng tôi ở Đài Phát thanh Sài Gòn. Thì anh em chúng tôi lúc bây giờ cũng bắt đầu dính dáng tới báo chí và cũng có viết một vài tập sách, trong đó tôi và Nguyên Thao có thực hiện một cái tủ sách nghiên cứu chính trị lúc bây giờ, và cái tác phẩm đầu tiên
đã được ấn hành vào năm 1900, tôi nhớ vào năm 1967-68. Bởi vì tôi nhớ đích xác như vậy là bởi vì tất cả toàn bộ 5.000 cuốn sách thì khi mà biến cố Mậu Thân xảy ra đó thì đã cháy cái đài phát thanh. Và vì vậy cho nên là phải nói cháy rụi tất cả những cái số sách đó. Rồi thì chúng tôi cũng làm một số những cái công việc khác nhau nữa, cho đến ngày di cư vào miền Nam thì chúng tôi bắt đầu viết nhiều hơn. Và chúng tôi đã làm chủ bút cả hai cái tờ báo Đường Sống trong 12 năm và tờ Diễn đàn Giáo dân 10 năm. Cho đến năm 2012 là năm tôi 80 tuổi thì tôi về hưu. Về phương diện văn chương thuần túy thì chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi là những cái người mà vì đã sự gắn bó và những cái sinh hoạt ở đài phát thanh rồi đi dạy học, thành ra chúng tôi không có chuyên chú nhiều vấn đề sáng tác, ngoại trừ một số những cái ý thích mà chúng tôi làm. Thí dụ như là chúng tôi đã viết một cái trường ca, lúc bây giờ gọi là trường ca mùa hợp tấu. Ngoài ra thì cũng có cùng với anh em tham gia một vài sinh hoạt. Riêng về báo chí thì tôi viết tích đẹp phong cho tờ Sóng Thần, là một những tờ báo lớn lúc bây giờ, cùng với lại Uyên Thao làm tổng thư ký tờ báo và Trùng Dương làm chủ nhiệm. Thì tôi ở cái đài đó cho đến năm 1972 thì chúng tôi ra Huế vào đúng cái thời gian gọi là mùa hè đỏ lửa đó. Thì lúc bây giờ chúng tôi viết một số những ký sự, tôi còn nhớ trong đó có những ký sự như là Giữa hai ngọn súng, Người chết còn sống và Niềm đau của Huế, xúc cảm trước cái sự kiện mà Huế bị tan nát vì cái biến cố Mậu Thân. Thì đã để như vậy, thành ra chúng tôi xin thưa ngay rằng là nhìn vào cái mảng văn học thời đó đó, chúng tôi chỉ làm phần rất nhỏ. Nhưng mà tôi nhìn rằng tôi đã thấy rõ rằng là văn học miền Nam lúc bây giờ nó đã sắm một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Và qua bên này chúng tôi bắt đầu nhìn lại và mới thấy rằng là đã có ở Việt Nam lúc bây giờ đã có những cái tác giả rất là nổi tiếng về thương hiệu văn. Thì có những nhà văn như là nhà văn Doãn Quốc Sĩ, nhà văn Mặc Thu, rồi thì nhà văn Mặc Đỗ, rồi thì nhà văn Võ Phiến, là cái người mà sang đến đây vẫn còn tiếp tục viết và vẫn là một trong những cây cổ thụ trong nền văn học Việt Nam. Rồi thì về phương diện thơ thì có như là Nguyên Sa, rồi Anh Cũng Trầm Tưởng chẳng hạn. Thì Anh Cũng Trầm Tưởng cũng do Tiếng Quê Hương, chúng tôi đã in cho anh một cái tập gọi là Hành Trình 70 năm thơ của anh. Thì tôi đánh giá rất là cao cái nền văn học thời đó. Thật ra thì nó cũng là một cái gợi cái hứng thú của một cái người trên 20 tuổi lúc bây giờ, bừng bừng cái khí thế của một cái người thanh niên mà trước một cái hoàn cảnh mà khá đặc biệt của đất nước lúc bây giờ. Tất cả mọi thứ nó tan nát như thế rồi mà chỉ trong một thời gian rất ngắn thì mọi thứ đã phục hồi một cách rất là đặc biệt, để khởi đầu cho một cái chế độ, một cái nền đệ nhất cộng hòa huy hoàng. Là bởi vì từ cảnh tan nát thập nhị sứ quân như vậy đó, thì lúc bây giờ thì từ tất cả các giáo phái lúc bây giờ đều phải giải thể, để rồi thì đi về một mối. Rồi thì cái nhếch nhác của Sài Gòn với Đại Kim Trung, rồi Đại Thế Giới, rồi thì là Bình Khang. Nói chung là cả một cái Sài Gòn mà trong đó là những cái chỗ đánh bạc, những cái chỗ mà đĩ điếm để cho những người ta đến để mà mua vui với khách làng chơi. Thì lúc bây giờ Tổng thống Ngô Đình Diệm đã dẹp bỏ được tất cả, mặc dù gặp rất nhiều trở ngại của người Pháp, và đặc biệt là Bảy Viễn lúc bây giờ lại được sự hỗ trợ của Bảo Đại ở bên Pháp. Thành ra tất cả những cái khó khăn đó cuối cùng thì đã bừng lên một cái Sài Gòn khác hẳn. Rồi chỉ đồng thời trong cái vụ dẹp Bảy Viễn và những cái lực lượng chống đối lúc bây giờ đó, thì ông Đại tướng Dương Văn Minh lúc bây giờ còn là đại tá từ trong quân đội Pháp ra, nhưng mà lúc bây giờ cũng là một trong những cái người hùng
và được Tổng thống Ngô Đình Diệm rất là tín nhiệm, giao phó cho là với cái vai trò chỉ huy cái cả một cái đơn vị lớn để mà săn đuổi, để mà dẹp tan cái giáo phái Bình, cái phía Bình Xuyên, để mà đem lại một cái Sài Gòn huy hoàng, trả cho nó cái tên là Hòn Ngọc Viễn Đông. Thì trong cái điều kiện như vậy thì tôi có viết một cái tập trường ca gọi là Hòa Mùa Hợp Tấu, coi như là một cái tấu khúc được tất cả toàn dân, những người yêu mến quê hương lúc bây giờ nói lên để mà ca ngợi một cái chiến thắng rất là vẻ vang và đã đem lại cho Việt Nam một cái hình ảnh thật là đẹp và cũng là may mắn. Do đó cho nên tôi có gửi cái cuộc thi đó, một cái cuộc thi thơ văn của Văn hóa vụ Bộ Thông tin, và sau đó thì chúng tôi đã có được cái giải nhất của cái tác phẩm trường ca Mùa Tấu. Chúng tôi viết ở ngay ngoài này không đó, ngay ngoài này không thì đã 10 tác phẩm. Ở trong nước chúng tôi chỉ có 4 tác phẩm, trong đó nếu mà kể chung cả những cái sách mà chúng tôi viết cho chương trình lớp 10, lớp 11, tức là ở bên này bây giờ mới gọi là lớp bao nhiêu, vẫn là lớp 10, lớp 11, và ngày xưa thì gọi là lớp đệ tam và đệ nhị, thời đó có cái tên đó. Thì chúng tôi dạy quốc văn cho các trường mà chúng tôi cũng đã từng đề cập qua, trong đó có trường Hưng Đạo, trường Nguyễn Văn Tầm và trường La Santa Fe Sài Gòn. Thì chúng tôi dạy quốc văn, và vì vậy cho nên rằng là như tôi đã thưa ban nãy, bây giờ chúng tôi mới lại phản ảnh trở lại để mà nhìn lại cái văn hóa Việt Nam thời đó. Chúng tôi lúc bây giờ chỉ là những kẻ thường ngoạn, chứ đóng góp không có bao nhiêu, bởi vì vướng vào một số những cái chúng tôi đi vào nghề văn rất là trễ. Và vì vậy cho đến giây phút này tôi vẫn từng cải chính trong rất nhiều những cái cuộc phỏng vấn của nhiều người. Tôi không phải là một nhà văn, và có lẽ cần phải có một cái danh xưng ngoài cái nghề mà ông thầy giáo, thì có lẽ dùng cái từ nhà báo thì nó hợp hơn. Nhưng mà phải nói với cái tư cách người thưởng ngoạn nghệ thuật, thì phải nói rằng là nền văn học nghệ thuật Việt Nam trước năm 1975 đã đi tới một cái trình độ phải nói rằng là rất cao. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cái ngưỡng mộ của những người ở trong nước ngày nay, và đặc biệt là giới trẻ, khi họ bắt đầu họ tìm hiểu về miền Nam, họ đã đánh giá rất cao những cái giá trị nghệ thuật của văn chương miền Nam. Họ đã tìm bới để mà đọc, để mà in lại những cái sách vở đó, thì chúng ta thấy như thế nào? Bởi vì sau năm 1975 chúng ta đã biết rằng cái chiến dịch gọi là chiến dịch phần thư, tức là đốt sách, chưa đến nỗi chôn học trò như là thời Tần Thủy Hoàng, nhưng mà phải nói rằng là đã đưa tới một cái tình trạng mà gần như là tất cả cái kho báu, tất cả biết bao những tác phẩm quý giá của tiền nhân từ xưa, và đặc biệt trong 20 năm miền Nam đó, đã bị đốt phá hủy hết. Và ngày nay thì người ta đã bắt đầu phục hồi trở lại, và đấy là một cái điều rất là mừng. Nói chung Uyên Thao và tôi cùng một số những nhà văn đã xúm nhau lại để thành lập cái tủ sách tiếng quê hương vào năm 2000. Tức là nếu cho tính cho đến bây giờ là cũng được gần 20 năm trọn. Bởi vì Uyên Thao vừa chân ướt chân ráo đến vào giữa năm 1999, sau khi có cái sự vận động rất là mạnh mẽ của bà Khúc Minh Thơ ở đây, cũng như các tổ chức báo chí hải ngoại, và đặc biệt là các tổ chức quốc tế, nhân quyền quốc tế, họ đã can thiệp mãi thì Uyên Thao qua được. Thì chỉ trong vòng mấy tháng sau thì chúng tôi dựng lên cái tủ sách tiếng quê hương. Tham vọng của chúng tôi là muốn làm thế nào để mà khơi gợi lại trong lòng mọi người ở đây cũng như ở Việt Nam, để cho có được một số những cái tác phẩm cả Nam, cả ở Việt Nam lẫn ở đây, những người đồng cảm với nhau về một cái nền văn học đã mất
của miền Nam để mà cố gắng làm thế nào có một cái tiếp nối ở ở đây. Và cho đến ngày nay thì tổng kết lại thì cái số sách, cái đầu sách của Tiếng Quê Hương cũng được tới ngót 100 đầu sách. Nếu mà chia ra đó thì có thể nói phân nửa là những sách ở miền Bắc và phân nửa là sách ở miền Nam. Những tác giả miền Bắc cũng cần phải phân biệt, có những tác giả hoàn toàn sống ở trong chế độ, đã có một thời kỳ họ sinh hoạt với chế độ, lại cũng có những người đã từng là đảng viên, nhưng mà vì càng ngày họ càng mở mắt ra, thành ra những người đó đã bắt đầu nhìn lại cái chế độ, và từ đó họ đã trở thành những cái người mà phải nói rằng là đối kháng chế độ. Và vì đối kháng chế độ thì họ phải có tác phẩm, mà những tác phẩm như vậy thì không thể nào mà có thể có được xuất bản ở trong nước. Và vì vậy cho nên chúng tôi là những người may mắn đã được tiếp xúc với họ để mà có thể đưa ra, để mà giới thiệu không phải chỉ cho những người đọc ở hải ngoại mà cả những người đọc ở trong nước. Thì tôi xin đan cử ra đây một số những cái tác phẩm tiêu biểu, thí dụ như là nhà văn Bùi Ngọc Tấn là một nhà văn rất là lớn và là một người rất có tư cách, một người đã từng làm việc với chế độ trong nhiều năm, nhưng mà đến cái vụ xét lại đến cái vụ mà có một cái phong trào xét lại nổi lên đó, thì ông đã bị bắt và ông bị ở tù 7 năm. Và trong cái thời gian bị tù đó, ông đã âm thầm viết thẳng ra hoặc là ghi lại để mà sau này có một cái tác phẩm gọi là Chuyện Kể Năm 2000. Sở dĩ gọi là Chuyện Kể Năm 2000 là bởi vì mãi đến năm 2000 mới có điều kiện và mới thấy rằng chế độ bắt đầu có một chút thông thoáng thì ông viết. Nhưng mà thông thoáng vậy đấy, nhưng mà khi mà in ra thì lập tức bị tịch thu cho đến cuốn cuối cùng. Và bây giờ qua Tiếng Quê Hương chúng tôi đã in cái tác phẩm đó. Rồi sau này trước khi ông qua đời, cách đây mấy năm thì chúng tôi đã in cho ông một cái tác phẩm thứ hai cũng lớn như thế, 700-800 trang và với cái tiêu đề là Hậu Chuyện Kể Năm 2000. Thế rồi có những tác phẩm của những tác giả cũng từng đi tù, như là của Tạ Dư Anh chẳng hạn. Có những tác phẩm của những tác giả mà hiện nay còn đang ở trong tù, như là nhà báo Phạm Chí Dũng, người đã từng làm chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập ở Việt Nam và gần đây ông đã bị bắt. Thế rồi cũng có những cái tác phẩm của những người như là họa sĩ như là nhạc sĩ Tô Hải chẳng hạn. Ông là một người cũng theo đảng rất là lâu, nhưng mà cuối cùng thì ông đã bỏ đảng và ông mới viết một cái hồi ký gọi là Hồi Ký Của Một Thằng Hèn. Ông tự nhận ông là một thằng hèn, bởi vì cho đến hàng mấy năm sau này ông mới dám in ra cái tác phẩm đó. Nhưng mà hèn được như ông thì cũng đã là một cái điều đáng để cho rất nhiều người suy nghĩ. Thế rồi ở ngoài này thì chúng tôi cũng thu thập được rất nhiều những tác phẩm tiêu biểu, như là tôi vừa đã nói cái tập thơ về mảng thơ đó, thì anh Cung Trầm Tường đã gửi cho chúng tôi để in lại một lần đầu là 60 năm thơ của anh vào năm 2018, và đến năm 2019 thì anh lại thu thập thêm một số những tác phẩm khác mà ông sáng tác trong tù để mà có cái hành trình 80 năm thơ Cung Trầm Tường. Thế rồi những nhà văn nổi tiếng khác ở trong nước qua đây như là Hoàng Hải Thủy hay là một số những cái tác giả khác thì cũng có cơ hội để mà chúng tôi có cơ hội để mà in những tác phẩm của ông. Tôi lấy thí dụ như là chính anh Nguyên Thao cũng đóng góp 3 tác phẩm, và cá nhân chúng tôi tuy rằng là vào làm người viết lách rất là trễ, chúng tôi cũng đóng góp 4 tác phẩm. Trong đó chúng tôi bật nặng về có sáng tác, cũng có chuyện ngắn, chuyện dài cũng có, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng khả năng của chúng tôi là những cái gì liên hệ tới những cái bài nhận định chính trị trong nước. Hai nữa là một cái bài tác phẩm biên khảo chẳng hạn, như cuốn Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị Vĩ Nhân Thời Đại,
và cái tập truyện ngắn, ba âm truyện ngắn cũng như là một vài cái tâm bút được đưa vào cả một tập thơ, đưa vào một cái tuyển tập gọi là tuyển tập Trần Phong Vũ cũng do Tiếng Quê Hương ấn hành. Thế rồi chúng tôi cũng phải kể tới những cái tác phẩm của Thụy Khuê, là một người rất là nhận phê bình văn học rất là uy tín ở bên Pháp, và nếu ai theo dõi đài RFI thì có thể thấy được, đọc được, nghe được những cái bài phê bình của bà. Tác phẩm của bà là tác phẩm nhân văn giai phẩm, nó dày tới 960 trang, và chúng tôi để chung vào một đấy như vậy để in bìa cứng. Rồi những tác phẩm mà nghiên cứu chính trị nổi tiếng khác như là của anh Vũ Thư Hiên, không phải Vũ Thư Hiên, mà của anh Minh Võ chẳng hạn, cuốn Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp, hay là cái tập hồi ký của anh Vũ Thư Hiên mà chúng tôi vừa đề cập tới, tức là Đêm Giữa Ban Ngày, đã Tiếng Quê Hương đã in và cũng đã tái bản. Rồi chúng tôi cũng in một cái cuốn sách của anh Bùi Tín trước khi anh ấy qua đời. Nhìn lại cái mảng văn học trong 20 năm miền Nam, hai cái nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, thì chúng ta phải nói rằng là cái điều này như tôi đã nói ban nãy, không phải mình tự áo thụng mà khen nhau, mà đây bây giờ nó đã được chứng minh một cách cụ thể là chính những cái người ở trong nước bây giờ, nhất là giới trẻ, họ đã bắt đầu hướng vào miền Nam để nhìn vào một cái nền văn học dựa trên những cái tư tưởng đã được đề ra trong cho một cái khái niệm về nền giáo dục Việt Nam là dân chủ, là tự do, nhân bản và khai phóng. Người viết có quyền được tự do trình bày tất cả suy tư của mình. Người viết phải dựa trên tình người, nhân bản, chứ không phải là những cái tư tưởng độc tài, những cái tư tưởng chống lại con người. Và khai phóng không phải là ôm ấp lấy mình, không phải là khư khư giữ lại tất cả những cái gì cổ già, mà phải biết mở rộng ra, biết khai phóng để mà đón nhận những tư trào thế giới. Thì đấy là những cái mà tôi thấy nó cái giá trị ngàn đời và đã đặt một cái nền móng cho những anh em sau này, mà Tiếng Quê Hương đã đóng góp được một phần nhỏ, coi như là chỉ bước đầu, mới chỉ có 20 năm, so với cả một cái thế hệ, hay là so với cả một cái chiều dài lịch sử mà chúng ta đã đi qua cũng như còn phải đi tới đó, thì cái sự đóng góp nó rất nhỏ. Và mong rằng là các bạn trẻ, những người yêu mến văn học, những người còn nghĩ tới quê hương Việt Nam, đã cảm thấy và mình được thừa hưởng cả một cái nền văn hóa sâu, dài và phong phú từ cả ngàn năm và bây giờ vẫn còn tiếp tục, và đặc biệt là 20 năm văn học miền Nam. Thì chúng tôi mong rằng các bạn, những thế hệ đi sau sẽ nối tiếp cái công việc mà biết bao nhiêu người khác, chứ không phải chỉ có mình Tiếng Quê Hương đã khởi động để chúng ta có thể làm được cái gì cho đất nước, cho dân tộc. Ông nhận xét tầm quan trọng thế nào về một dự án viện bảo tàng để gìn giữ văn hóa và lịch sử của người Việt Nam? Tôi chưa có biết nhiều về cái dự án này, nhưng mà chỉ đọc cái dự án này và nghe những anh em kể lại thì tôi rất cảm động, và tôi cũng nghĩ rằng là cái dự án mà các anh làm chắc chắn là sẽ được rất nhiều người hưởng ứng. Bởi vì còn gì bằng những cái giấc quá khứ mà đẹp như thế, mà được khơi gợi lại, được đặt vào những cái vị trí cụ thể để cho những thế hệ mai sau nhìn vào đó. Là bởi vì cái việc cái bộ môn như viết sách chẳng hạn, hay là kể cả thi ca, kể cả mọi thứ, những cái lĩnh vực như là mọi phóng sự để đủ tất cả mọi thứ, và kể cả đến điện ảnh hay là gì chăng nữa đó, vẫn chỉ là những cái hình ảnh bên ngoài. Đằng này đến một cái phòng, đến một cái bảo tàng viện, người ta có thể nhìn bằng vật thể, nhìn bằng mắt của mình, tay được sờ vào những cái gì đó, nó còn đọng lại một cách cụ thể trước mắt mọi người về những cái di sản của tiền nhân. Thì tôi nghĩ rằng là
cái công trình khởi dựng của các anh chắc chắn là sẽ được nhiều người tha thiết quý mến. Và khi đã tha thiết quý mến như vậy thì tôi nghĩ rằng cái sự đóng góp để mà hoàn thành cái viện bảo tàng như vậy thì sẽ là trách nhiệm của từng người, của từng cá nhân, của cả các tập thể và kể cả các tôn giáo. Bởi vì nói tới cái di sản của tiền nhân thì chúng ta cũng không thể quên được những cái gì thuộc về những giá trị tinh thần, tâm linh của các tôn giáo. Mà Việt Nam chúng ta vốn là một cái quốc gia đa tôn giáo, và những tôn giáo đó đều đã được khởi đầu từ rất là lâu. Và cho tới ngày nay, tuy rằng là có thể có một vài tôn giáo bắt đầu thay đổi vì cái thời, vì hoàn cảnh đặc biệt, nhưng mà những cái quá khứ đó vẫn còn nguyên đó. Nếu một cái viện bảo tàng duy trì lại được những thứ đó thì nó sẽ là một cái nối tiếp để cho mọi người gắn kết quá khứ với tương lai để mà hình dung ra một cái con đường văn hóa của Việt Nam đã đi, đang đi và sẽ đi về đâu. Là một người Việt Nam thì là xin ông chia sẻ về cái tâm thức của ông cho quê hương, cho dân tộc. Đây là một cái câu hỏi mà có lẽ tôi hết sức xúc động cũng như là rất thích. Là bởi vì còn gì hơn là được người ta hỏi mình về cái cảm thức, suy nghĩ về quê hương trong một cái hoàn cảnh lưu đày hiện nay. Tôi nói lưu đày là bởi vì thật ra sự đó chúng ta đang sống cách rất sung sướng về phương diện vật chất, được tự do về phương diện tinh thần. Nhưng mà cái phần hồn của mình nó cũng thế nào đó. Nó giống như là một cái câu thơ mà của một nhà thơ nào đó, tôi không nhớ tên. Một câu thơ chắc là nặng về tình cảm nhiều hơn là những chuyện khác, mà nó có thể là tình cảm trai gái nữa. Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi vẫn dại khờ. Cái tâm thức của những người ra khỏi đất nước như cá nhân tôi á, nói thật, cũng là cái tâm thức của nhà thơ đó. Là bởi vì mình còn có gì còn lại lúc này không? Nếu không chỉ còn là những kỷ niệm, nếu không chỉ còn là những gì của quá khứ để mà hồi tưởng. Nhưng mà hồi tưởng với quá khứ để làm gì nếu mà chúng ta không làm một cái gì để cho cái quá khứ nó đóng góp vào cái ngày hôm nay cũng như là ngày mai của một dân tộc đang bị chia sẻ, tan đàn xẻ nghé, một mảng sống đau thương ở trên đất nước, một mảng lớn sống đau thương ở trên đất nước, những mảng nhỏ bây giờ đang tán tác khắp bốn phương trời hải ngoại, dù đang được sống trong cơm no áo ấm, đang được sống trong một cái hoàn cảnh mà nói rằng phải nói thật là một cái cơ may cho dân tộc chúng ta. Là bởi vì chỉ nhìn vào sự thành công của những đứa trẻ bây giờ đó, thì những người lớn tuổi như chúng tôi, một người mà đã sắp xỉ bước vào tuổi 90 đó, thì tôi cảm thấy rằng là tôi hết sức xúc động và cảm thấy rằng là những thế hệ sau đó phải làm cái gì? Phải làm cái gì để thay đổi đất nước, để đáp lại cái sự khát khao của những người ở trong nước, đặc biệt là giới trẻ, những người đang đấu tranh hiện nay. Và họ đã phải sẵn sàng đến nỗi mà bước vào đấu tranh là lập tức phải sẵn sàng khăn gói quả mướp để một ngày nào đó vào tù, như lời của cô Phạm Đoan Trang vừa rồi đã gửi gắm trong một cái tâm thư sau khi cô bị bắt. Cô nói rằng là cái chuyện cô bị bắt bây giờ đó có thể nó có thể làm cái điều lợi cho cô, bởi vì cô đã học được cái gì trong đó. Và cũng cô đã còn can đảm là xin mọi người đừng vội can thiệp cho tôi, hãy nghĩ tới cái chuyện lớn hơn là tự do của cả một dân tộc. Tôi nghĩ cái lời đó, mỗi lần mà ai mà còn có tấm lòng đối với quê hương, đối với đất nước thì không thể không nhỏ lệ cho được, không thể không xúc động cho được. Và khi đã xúc động, khi đã cảm thấy cái tấm lòng của mình đã hướng về quê hương như thế đó, thì phải làm một cái gì? Thưa các bạn trẻ,
Tôi muốn nói với các bạn điều đó không phải tôi nói, nhưng mà tôi truyền tải những suy nghĩ có của những người tha thiết với quê hương đất nước chúng ta, những người còn có tâm lòng khi nghĩ về một cái đất nước tan hoang, một cái đất nước mà bây giờ nếu chúng ta có phục hồi trở lại đó thì không biết, tự nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể khiến cho những giới trẻ mà đã đang bị một cái chế độ tìm cách tha hóa, tìm cách làm cho tâm hồn họ băng hoại, hư hỏng, để có thể trở lại với chính cái hồn tính Việt Nam như chúng ta mong đợi.